Cloud Cloud 810 đánh 24 con sò vương miện đây quý vị. Là nguyên zin trăm phần trăm hết nha. 24 con sò vương miện đây ha. Bên đây 12 con, bên kia 12 con. Chơi cái cặp tủ Philip chào bá luôn. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn nha quý vị. Không có hàng rỉ gì hết, rất là đẹp luôn. Bụi bặm còn nhóc ở dưới hết. Thì cái con này khi khởi động lên thì quý vị sẽ thấy quạt nó quay. Nó quay rất êm, nó quay xong sau đó sẽ dừng. Khi mà chúng ta hát nóng lên, nhiệt độ nó lên, nhiệt độ nó tăng thì cái quạt nó tiếp tục quay. Nó quay khi nào mát đó, thì nó lại tiếp tục dừng. Đấy, nó quanh nhiệt. Mà cái men khi chúng ta hát đều đều thì cái quạt nó sẽ quay nhẹ 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 đều đều. Mà khi chúng ta sử dụng cái hiệu suất cao thì quạt nó sẽ quay nhanh lên. Nó rất hay quý vị. Đấy, cái đó là khi chúng ta nghe nhạc, chúng ta nghe cái hiệu suất vừa, hiệu suất thấp á, thì quạt nó sẽ quay nhỏ, nó không tạo tiếng ồn. Khi mà hát karaoke lớn á, thì nó sẽ quay nhanh, nó mát. Đấy, nhưng mà cái quạt này rất êm quý vị. Con cái quạt này nó cực kỳ êm luôn, không như những cái con khác ha. Đấy, quay quý vị thấy êm ru luôn. Sao nha quý vị. Đây volume đây, còn ngõ tín hiệu đây ha. Gắn dây sẵn cho quý vị luôn ha. Gắn cái cầu này cho sẵn cho quý vị luôn ha. Cầu loa bên đây ha. Thì con này là 450W mỗi kênh nha quý vị. Công suất khá lớn ha, 450W mỗi kênh. Tổng cộng nó là 900W ha. Made in USA đây. Made in USA sản xuất tại Mỹ. Đây là dòng Mỹ nồi ha, vì Mỹ nồi 450W mỗi kênh. Bụi bặm gì phía dưới còn nhóc chân này vì quạt ra nhìn nó mới cốc luôn, mới chát luôn ha. Đấy, quạt quý vị thấy nó nhích 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 vậy ha. Khi mà chúng ta hát nóng một hồi nó mới quay. Đấy, nó bắt đầu quay đó thấy không, hát nóng là quay đó.